Tham dự chương trình còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh. Cùng sự tham gia của đại diện Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu, đại biểu đại diện cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang về tiếp quản thủ đô, đại biểu đại diện điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tiêu biểu thành phố và 9 công dân thủ đô ưu tú năm 2021. Năm 1944, sau khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã tập hợp được đông đảo thanh niên, học sinh yêu nước, trở thành một tổ chức độc lập, tinh nhuệ, là tiền thân của lực lượng vũ trang Hà Nội. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ghi nhận những công lao đóng góp của Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có quyết định số 634 phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Với tôi á, thì lúc đó là mới có 12 tuổi, thì đi theo các anh mà các anh ấy là phân công nhiệm vụ gì thì mình làm việc đó. Thế thì hôm nay là với cái tuổi nhỏ như thế mình được vinh dự đến để một cái lễ trao giải thưởng như này. Mà thật ra mình là đi theo các anh lớn mà với tất cả các cái nhiệt tình của mình. Và trong đó có gia đình của mình. Gia đình tôi trở thành một cái điểm địa chỉ đỏ của làng. Thì vinh dự vô cùng, thay mặt gia đình, rồi thay mặt cho làng, cho xóm là tôi vô cùng biết ơn Đảng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến đã dẫn dắt tuổi trẻ mới đi theo con đường cách mạng. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao tặng huân chương lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể, 13 cá nhân và truy tặng một cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành phố Hà Nội cũng trao tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2021 cho 9 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, trao tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho 649 cá nhân.